trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Là Little Sài Gòn TV, chúng tôi hân hạnh trở lại phần thứ tư, phần cuối của chương trình hôm nay, chương trình tử vi về số mệnh hàng tuần, ngày thứ sáu từ 2 giờ đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đang nói về hợp tinh hợp mệnh, khắc tinh khắc mệnh, kỳ tinh kỳ mệnh và truyền tinh truyền mệnh. Kính thưa quý vị, thì tôi nói xin sơ lược lại là vấn đề mà hợp tinh có nghĩa là hợp tình hợp nghĩa, hợp với đời sống của mình. Đó là cái vấn đề chắc chắn là có những cái sự tương hợp thôi, nhưng mà tương hợp đi đến cái xấu hay cái tốt chúng ta phải có đi chi tiết sau, nhưng mà nó nặng về vấn đề tình cảm, tình yêu, sự quan hệ. Và đến khi đó chúng ta nói về khắc tinh là chúng ta nói về đến những cái bộ sao. Cái bộ sao đó là những cái bộ sao, nó gọi là luôn luôn nó ở trong cái tứ hành xung, cũng như nó ở trong cái tiếng còi báo dầu, nó chính lẫn nhau. Hoặc là những cái bộ sao nó có là nó có những cái sao như sao cơ lương khi nó đồng bộ ở thiền tuất, nhưng mà khi nó tách ra thì nó thành cơ lương xung chiếu, đó là ở sửu mùi, thì như thế là nó thành ra là xung khắc đó. Cũng như là cự nhật là ở dần thân, thế nhưng mà khi mà nó tách ra thành ra là cự môn với lại thái dương, thì nó là hai cái sao đó nó sẽ khắc nhau. Nói chung là những cái sao nó là thiên khắc địa xung, và những sao nó nghịch với bản cung, cũng như là nghịch với ngũ hành, và trong cái bộ tách ra là sao nó là khắc mình. Khắc tinh đó là thuộc lại là kẻ thù, sự nguy hiểm, làm cho mình không thành bại. Và bây giờ chúng ta vào phần thứ tư, chúng ta sẽ nói về kỳ tinh và truyền tinh. Kính thưa quý vị, kỳ tinh tức là ám tinh, chúng ta không thấy được bình thường đâu, nhưng mà khi chúng ta tư duy suy nghĩ rồi mới biết rằng là cái ám này là một cái ám khí, hay là một cái gì đó chúng ta sẽ bị không phát triển được. Ví dụ chúng ta làm việc chung với một người, có một người và trong cái nhóm của chúng ta tự nhiên cái người này là họ có một cái phần tôi gọi là phần sao kỳ tinh đó, là cái kỳ tinh của họ đóng ngay cái chỗ đúng cung quan lộc của mình, thì cái đường quan lộc của mình nó sẽ làm cho mình không có phát triển, với điều kiện là cung quan lộc mình cũng có hóa kỳ, gặp người đúng có sao hóa kỳ tại mệnh, thì cái đường quan lộc mình sẽ không thành tựu. Nó gọi là ám tinh, ám hại, làm cho mình không thành tựu được, nó rất là khó chịu. Đó là cái ám tinh chúng ta cần phải xét. Nhưng mà người thường không có biết tại sao mà làm việc chung với mấy người kia thành công, đến khi làm việc người này người ta rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà ta vẫn bị thất bại. Đó là vì cái sao ám tinh là như vậy. Và kính thưa quý vị, đến vấn đề truyền tinh thì có tốt có xấu, nhưng mà truyền tinh nó nói về cái quan hệ, cái giao lưu, cái tình cảm giữa truyền tinh giữa chồng và vợ. Ví dụ người chồng có cái sao thiên lương, là cái cung thê có sao thiên lương, thì khi mà lấy người vợ có bổn mệnh sao thiên lương, như vậy là truyền tinh. Và cung tự tức cũng vậy, cung cha mẹ cũng vậy. Nếu cung cha mẹ mà của mình đó, nó có cái sao tử vi đi, thì khi chúng ta gặp người nào đó họ có sao tử vi, tự nhiên mình có cảm tình, mình muốn nhận người đó làm cha mẹ, bạn bè, con cái cũng vậy. Trong con cái của mình có 4-5 đứa, tự nhiên nó có một cái đứa mà mình thương nó kinh khủng lắm, còn những đứa kia thì mình không để ý lắm. Đó là vì có cái truyền tinh đó. Nhưng mà truyền tinh thì có tốt có xấu, chúng ta sẽ đi sát sau. Nhưng mà người phàm của chúng ta thì chúng ta biết rằng là người bình thường không nghiên cứu tử vi đó, thì khi chúng ta thấy những cái sự kiện như vậy, chúng ta hiểu rằng là hồi đó là truyền tinh, cái cảm tình của mình nó trùng hợp với cảm tình của đứa nhỏ, nó thông suốt cái tâm tư của mình, cái karma của mình, cái nghiệp chướng của mình ở trong cái cung mệnh đó, nó phù hợp, thành ra mình cảm thông, cảm nhận được. Đó là vấn đề truyền tinh của mình. Khi gặp tôi thì tôi thường nói mọi người rằng là nhớ ghi xuống năm tháng ngày giờ của bản thân và của cả gia đình luôn, của cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Đó là lý do để tôi giúp người ta xem về vấn đề hợp tinh, khắc tinh, kỵ tinh và truyền tinh là như vậy. Bởi vì tôi biết rằng có những gia đình mà trong gia đình đó, có một người rất là nguy hiểm cho cha mẹ, hoặc là có một người sẽ thành danh rất là lớn cho cha mẹ. Đó là do những cái khắc tinh, kỵ tinh và truyền tinh đó. Ngoài ra chúng ta có thể xét đến lộc tồn thái tuế, tức là năm sanh, gồm có can chi của cái người sinh ra đời đó, cái năm chi của người sinh ra đời đó, nó cái can chi nó phù hợp với can đất can trời của cha mẹ không, để mà có sự thành tựu không. Khi mình sinh ra con mình vào cái năm đó, có khi là gặp nhiều cái đất trái, trời trái, đất lộc trái, phúc trái, cho nên là khó thành tựu lắm. Chúng ta xét thêm cái đó với sao kỳ tinh nữa là như vậy. Kính thưa quý vị, như tôi đã trình bày là
tử vi. Thứ nhất là cái cơ bản của nó là nói về số mệnh định mệnh của con người. Một người biết về số mệnh định mệnh của con người thì có cái khả năng có thể rõ được cái đường đi nước bước của mình, biết chỗ nào thành bại, mình phù hợp với cái gì, và cái đường tiến thân nó dễ dàng hơn. Cao hơn nữa là chúng ta nói về cái sự tương giao giữa người và người, như là cái lá số tử vi người đó đối với lá số của tử vi người kế tiếp, để chúng ta biết được hợp tinh, truyền tinh, kỵ tinh hay là khắc tinh vân vân, để chúng ta có sự giao tế, cái sự xử thế đối với xã hội con người nó phù hợp hơn nữa. Và cao nhất và cao cuối cùng đó là cái định mệnh của người đó đối với xã hội, đối với đất nước nó sẽ có phù hợp như thế nào. Đó là cái phần mà khi tôi có chương trình tôi sẽ cố gắng định nói một chương trình nói về cái sự định mệnh của con người đối với đất nước là như vậy. Và kính thưa quý vị, đến đây thì tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh ạ. Dạ, có cho tuổi Quý Mão. Xin cho biết ngày tháng năm dương lịch ạ. 30 tháng 7 năm 63. Rồi, 30 tháng 7 năm 1963. Xin cho biết lúc sinh lúc mấy giờ? 6 giờ sáng. 6 giờ sáng, 6 giờ sáng tức là giờ Mão đó. Nha, đây là nam hay nữ thế? Nữ. Nữ. Rồi, tôi trình bày người nữ này như sau. Người nữ sinh vào ngày 30 tháng 7 năm 1963. Như vậy là người nữ này có cái mệnh số là mệnh cự môn ngộ không đấy. Người nữ thì là nhanh nhẹn, tháo vát, làm việc tương đối là giỏi đấy. Nhưng mà làm việc gì thì cuối cùng là rất là nhanh, trông rất là hay. Nhưng mà làm toàn là những chuyện là giúp đời, giúp người mà làm nhầm lẫn mà thôi. Người tốt đấy, có tham vọng vào đời đấy, không bao giờ an phận đâu. Lúc nào cũng tìm những cách mà thay đổi cái cuộc đời mình cho có cái sự thành tựu hơn. Chính vì thế mà phải thay đổi nhiều lắm, chạy tới chạy lui. Chỉ được có người chồng là một người chồng, tức là người chồng tương đối có đức nha, người là có đức được đấy, nhưng mà không phù hợp đường con cái đâu. Số phận của mình, số phận của bà là cuối cùng là một đời bận rộn lo toan mọi thứ các cái, nhưng mà mình cũng không được gì được cái cung chồng cung con mà thôi. Tài sản sự nghiệp của mình thì không có gì cả. Chúc bà may mắn và thành công nhé. Dạ dạ, cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần đúc kết của chương trình ngày hôm nay. Như chúng ta đã trình bày là chúng ta có một cái chương trình rất là đặc biệt hôm nay, đã nói về hợp tinh, khắc tinh, kỵ tinh và truyền tinh. Chúng ta còn một cái phần nữa, đó là cái phần mà bán trung tinh, tức là cái phần mà nửa tốt nửa xấu chúng ta không cần bàn đến. Chúng ta nói về cái nguyên tắc, cái sự thành lập của những lá số cho những người đi chuyên sâu. Còn người thường bình thường không nghiên cứu tử vi thì chúng ta chỉ cần nhớ rằng hợp tinh thì chúng ta tiến tới, còn khắc tinh thì chúng ta phải tránh, kỵ tinh thì chúng ta phải tìm ra để mà tìm cách mà tháo gỡ, và truyền tinh là có cái duyên nghiệp của chúng ta có thể mà đi vào để cuộc sống được, có thể kết hợp được. Thì kính thưa quý vị, số mệnh con người trong lá số tử vi là một cái phần nhỏ nói về con người mà thôi. Chuyện lớn hơn là cái chuyện mà rộng rãi hơn là chuyện cho đất nước, xã hội và quốc gia. Thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ có những cái đề tài nói về đất nước sau. Và sau đây thì chúng tôi xin chúc quý vị một ngày an bình và một cuối tuần đầy thắng lợi. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần tới lúc 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Xin kính chào quý vị.